Chiều 12 tháng 3, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đảng Quốc Khánh đã có buổi làm việc tại công ty Nhung Đắc Nông TKV về dự án khai thác mỏ bô nhân cơ. Khảo sát thực địa tại khai trường 5,7 và 8, Bộ trưởng Đảng Quốc Khánh đã chỉ đạo trực tiếp Tập đoàn Công nghiệp Than, khoáng sản Việt Nam sớm phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông thực hiện cơ chế hoàn trả đất sau khai thác bô Đây sẽ là cơ sở để Bộ Tài nguyên Môi trường trình lên Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Cụ thể, Đối với phần diện tích 130 ha mà TKV đang làm thủ tục trả lại cho địa phương sau khai thác bô xít, Bộ trưởng yêu cầu Cục Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc làm các thủ tục hoàn trả trong tuần tới. Cục trưởng Nguyễn Trường Giang trực tiếp vào thực hiện, chỉ đạo xử lý các thủ tục. Sau khi hoàn nguyên mỏ sẽ bàn giao đất lại cho địa phương để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội và giữ nguyên đất nông nghiệp, đất rừng. Đối với những diện tích khai thác trong giai đoạn sắp tới, sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế khai thác đến đâu hoàn trả lại đất đến đó cho người dân khi có nhu cầu sử dụng. Trong quá trình khai thác sẽ hỗ trợ người dân về phần tài sản bị ảnh hưởng. Quyền sở hữu đất vẫn giữ nguyên. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bộ trưởng Đảng Quốc Khánh nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết sẽ có sự điều chỉnh lại. Tập đoàn làm thủ tục đóng cửa mỏ giao lại cho địa phương. Tỉnh cũng mừng vì có đất giao cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế xã hội tốt hơn.